Alo, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình có nhận được cái thùng máy ha, nó bị hư. Thì trong quá trình mình sửa, mình kiểm tra, mình sẽ quay lại cho mọi người xem cách sửa một cái thùng máy như thế nào ha. Thì mời quý vị theo dõi. Đây là cái thùng máy mình nhận được. Thùng máy này là thùng H81MK. H81MK quý vị cũng nhìn thấy được mà, H81MK ha. À đây nè. Asus H81MK. Tình trạng thùng máy này là nó không có lên. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử ha. Để kiểm tra đầu tiên quý vị rút cái chui điện của thằng rút cái chui điện của thằng ổ cứng ra. Rồi. Rồi ha, quý vị sẽ tháo cái RAM ra. Tháo cái RAM ra. Tháo thanh RAM ra. Đây, đây. Rồi quý vị hãy chuẩn bị cho mình một cái còi, cái speaker nè. Còi thế này nè. Cái còi này thì mình mua ở ngoài tiệm có mấy ngàn bạc à. Rồi mình sẽ gắn vô cái chỗ mà speaker. Kiếm cái chỗ speaker gắn vô. Nó có 4 chân hoặc là 3 chân. Chắc nó nằm đây nè. Gắn vô quý vị. Rồi sau khi gắn vô xong thì mình sẽ kiếm điện vô, mình sẽ cung cấp điện cho nó. Để mình coi ra, ok. Cung cấp điện cho nó. Sau đó mình sẽ khởi động máy lên. Rồi. Hiện tượng nó là nó chớp rồi nó tắt. Chớp rồi tắt. Hiện tượng này chớp tắt thì nó có nhiều cái nữa mình đoán. Cái thứ nhất là hư men. Cái thứ hai là kiểm tra nguồn. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra cái nguồn trước quý vị. Nếu như cái nguồn nó tốt thì là lỗi men ha, mình phải vệ sinh men lại. Thùng máy này thì quá bụi rồi, quá nhẵn nhện rồi, lâu ngày không có bảo trì quá nhẵn nhện rồi. Rồi mình sẽ đi kiếm cái nguồn khác ha, giờ mình lấy cái nguồn khác. Rồi để thử thì mình phải kiếm cái nguồn khác mình thử. Đầu tiên mình thử cái nguồn này coi còn tốt không. Cách thử nguồn này thì quý vị dùng một cái cây nhíp hay là dùng một cái gì đó, quý vị sẽ ghim nè, kiểm tra nguồn này, ha. Quý vị sẽ chập nè, cái này cái đây nó có cái nhợ dây màu xanh dương, màu xanh lá nè, xanh lá nè, mình chập với nó với một cái dây màu đen ha. Rồi cái mình sẽ ghim điện vô coi quạt nó quay không, quạt quay thì nó còn xài tốt, mình cung cấp điện cho nó. Đó, quạt nó còn quay nè, quạt còn quay, vậy là cái nguồn này còn ok nha. Người ta có cái thiết bị đo nguồn riêng, nhưng mà mình không có thiết bị đo nguồn cho nên mình chỉ là vậy thôi, kiểm tra bằng cách đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thay cái nguồn này vô mình thử. Theo mình đoán, mình đoán không phải mình đoán mà mình thử từ bộ phận trước. Rồi mình sẽ lấy cái nguồn này mình sẽ gắn vô, mình sẽ thử nó. Mình biết chút đỉnh gì dễ tính cho nên mình sửa giùm cho người ta thôi chứ không có tiền bạc gì. Cái số của mình là gì đó. Sửa cái diện gì sửa giùm không à, chưa bao giờ sửa ăn tiền ăn cái gì. Rồi mình sẽ ghim điện vô. Bây giờ mình sẽ khởi động thử. Có quạt quay kìa. À, nó kêu luôn rồi nè, nó kêu như vậy là nó báo là không có RAM nha. À, quý vị nghe không, đó nó kêu tít tít đó, nó kêu tít tít vậy là có nghĩa là nó báo thiếu RAM. Rồi mình sẽ tắt. Quý vị biết sao mình phải rút ổ cứng ra không? Rút ổ cứng ra để mà quá trình mình rút điện ra, rút điện vô này nè. Đặng cho ổ cứng nó đừng có bị sốc ha. Giờ mình sẽ vệ sinh cây RAM. Vệ sinh cây RAM mình sẽ gắn lại. Mình lấy xăng thơm nè. Mình sẽ vệ sinh cái cây RAM, còn mấy bạn không có xăng thơm mấy bạn cứ lấy cây cọ, lấy cây
cứ việc lấy cái cây còn chảy nó găng à, chảy nó găng rõ nè, cái gì à cũng được. Cái này lâu ngày nó bị bụi ba đóng rồi đó, mình phải xị sinh thường xuyên mới được. Xăng thơm này là nó tự nó khô luôn ha, chỉ cần gió nhẹ là khô à, chúng ta không cần. Rồi gắn gam vô, giờ chúng ta thử lại. Nó kêu một cái tít có nghĩa là nó lên, mình gắn màn hình vô. Ok nè, đó cái tít rồi đó, nó lên rồi đó. Bây giờ gắn cái màn hình vô thử. Đây quý vị có thể xem, mình sẽ quay cái màn hình cho quý vị xem. Đây à, màn hình nè à. Như vậy là có thể khẳng định một điều là cái máy này nó hư ổ cứng hả quý vị. Bây giờ mình sẽ tắt, mình sẽ gắn cái dây ổ cứng vô thử rồi nó lên không quý vị. Gắn, ý mà cứng gắn rồi. Nó còn nhiều cái vấn đề lắm chứ không phải là. Rồi cái đồng không lên mà. Máy này đã lên, nó báo lên rồi đó. Ok, no cây bo. Không có cây bo nên không vô được. CMOS gì tùm lum hết. Ok, như vậy là được rồi đó. Nó báo nó nhận rồi. Chưa có gắn cái bàn phím vô. Có bàn phím chuột mình gắn vô mình test luôn. Các cái quy trình mà để mà kiểm tra một cái máy nó là vậy đó quý vị. Nếu như mà cái nguồn này mà nó không sao không ấy thì tới cái men mình tháo ra mình sẽ xin men hết, chùi CPU, chùi gam rồi lại hết, mình gắn vô mình kiểm tra tiếp. Đó là cái công đoạn thủ công dành cho những người mà chưa biết ha. Mình sẽ 7. Bút. Điều chỉnh số cái gì nó. Lỗi nữa. Báo là chưa nhận ổ cứng. Rồi, báo là chưa có nhận ổ cứng. Trong hai cọng dây này nè. Mấy cái ổ cứng này, mấy cái ổ cứng cũ. Ổ cứng cũ nên nó là thường nó không có, nó dễ bị lỗi. Cái cọng đó lắm. Mình đã bị rồi biết. Không nhận ổ cứng. Rồi như vậy rồi qua đây là mình vừa chia sẻ với bạn cái cách để mà sửa một cái thùng máy vi tính ha.
tới đây là nó đã lên rồi đó quý vị, đó xong rồi đó. Mà cái này nó cũng chưa được chuẩn nữa, nó không có nhận ổ cứng này, mình sẽ thay cái ổ cứng khác ha. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người ha.